Chào các bạn. Sau cái bài hôm trước tôi hướng dẫn về cái thuật toán để thay thế trang trong bộ nhớ ảo thì tôi có nhận được một cái yêu cầu của một bạn sinh viên để mà hướng dẫn thực hiện một cái bài toán với cái số liệu bạn cung cấp cho tôi. Vậy với số liệu này tôi thấy là rất là hay, mà trong các cái ví dụ tôi đưa ra hình như tôi chưa quan tâm đến. Hay ở chỗ là số 5 này lặp lại ngay ở thời điểm thứ ba. Như vậy bình thường thì tại thời điểm này chúng ta sẽ có một con số khác và cái khung trang thứ ba lúc này đã được thay thế rồi. Nhưng mà với số liệu này thì tôi cũng rất cảm ơn bạn sinh viên đã quan tâm đến cái video của thầy và đưa ra một cái bảng số liệu rất là hay. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn để thực hiện cái thuật toán LRU với những cái số liệu mà các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Như vậy bình thường ở đây khung trang lúc này chúng ta chưa có gì thì chúng ta sẽ đưa cái số 5 vào khung trang 1. Và khung trang này đang có sự thay đổi cho nên nó sẽ xuất hiện lỗi trang. Và tương tự như thế tại thời điểm 2 thì khung trang 1 vẫn là số 5, khung trang 2 là số 3 và xuất hiện lỗi trang. Và tại thời điểm 3, vậy thì chúng ta sẽ làm gì tại thời điểm 3? Chúng ta đang sử dụng thuật toán LRU thì chúng ta sẽ xác định là khung trang này mới vừa được sử dụng, khung trang thứ hai mới vừa được sử dụng. Vậy thì tại khung trang tại thời điểm thứ ba chúng ta có thay thế trang hay không? Tại thời điểm này trong khung trang của chúng ta đang có số 5, vậy chúng ta không thay thế trang mà chúng ta vẫn sử dụng là 5 3. Và như vậy ở đây có xuất hiện lỗi hay không? Như vậy chúng ta không có thay thế trang thì không xuất hiện lỗi. Nhưng chúng ta phải sử dụng đánh dấu lại, bởi vì chúng ta đang sử dụng thuật toán LRU, tức là sử dụng gần đây nhất, mà chúng ta đánh dấu là khung trang 1 đang được sử dụng lại tại thời điểm số 3. Đến thời điểm thứ tư thì khung trang 3 đang còn trống thì chúng ta không cần phải tính đến việc thay thế, mà chúng ta sẽ đưa 5 3 2 vào khung trang thứ ba và có sự thay đổi thì chúng ta sẽ đánh dấu ở đây là xuất hiện lỗi trang. Và tại thời điểm này 3 đã có ở các khung trang phía trước. Như vậy thì chúng ta sẽ đánh dấu chỗ này là có sự thay đổi rồi đã. Và tại thời điểm này thì chúng ta có 5 3 2. Vậy có sự lỗi trang xuất hiện không? Không có, bởi vì 3 đã có ở đây rồi. Mà chúng ta cần phải làm là đánh dấu sự thay đổi ở chỗ là chúng ta mới tái sử dụng cái khung trang 2. Và đến thời điểm thứ 6, 1 sẽ thay thế cho ai? Như vậy chúng ta sẽ xét khung trang 1, khung trang 2 và khung trang 3. Vậy thì khung trang 1 là sẽ có thời gian tái sử dụng lâu trước đây lâu nhất và 1 sẽ thay thế cho 5. Vậy chúng ta có 1, 3, 2 và xuất hiện lỗi trang. Và nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là đánh dấu khung trang 1 đã có sự thay đổi. Đến thời điểm 7, số 0 sẽ thay thế cho ai? Như vậy chúng ta nhìn vào màu vàng, chúng ta sẽ rất là dễ dàng nhìn thấy là 0 sẽ thay thế cho số 2 ở khung trang 3. Và chúng ta sẽ có là 1. Chúng ta sẽ có là 1, 3, 0. Và 0 là được thay thế cho nên xuất hiện lỗi trang. Và chúng ta sẽ đánh dấu là khung trang 3 đã có sự thay đổi. Đến thời điểm thứ 8. Thời điểm thứ 8 thì khung trang 2 là được sử dụng trước đây lâu nhất, cho nên số 4 sẽ thay thế cho số 3 ở khung trang 2. 1 4 0 và ở đây xuất hiện lỗi trang và số 4 thay ở khung trang 2 nên chúng ta xác định ở đây 2 sẽ thay thế cho ai nào? 1 xuất hiện ở đây, 4 0
Như vậy 2 tất nhiên sẽ thay thế cho 1 và 2, 4, 0 xuất hiện lỗi trang và đánh dấu số 2 ở đây. 1 thay thế cho ai? 2, 4, 0 thì 0 là lâu nhất thì chúng ta sẽ thay thế là 2, 4, 1 xuất hiện lỗi trang. Bây giờ 2, 4, 1 chúng ta đánh dấu số 1 đã được sử dụng và số 2 đã có rồi cho nên số 2 không cần thay thế và chúng ta sẽ là 2, 4, 1 không xuất hiện lỗi trang. Và số 2 này mới sử dụng cho nên chúng ta đánh dấu lại đến số 3. Như vậy chúng ta dễ dàng nhìn thấy rằng số 2, số 4, số 1, vậy thì số 3 sẽ được thay thế cho số 4 ở khung trang 2. Và chúng ta sẽ là 2, 3, 1 xuất hiện lỗi trang. Và số 3 chúng ta nhớ đánh dấu lại. Số 0 sẽ thay thế cho số mấy? Thay thế cho số 1 ha. Số 1 là lâu nhất. Vậy chúng ta sẽ có là 2, 3, 0 xuất hiện lỗi trang. Số 1, số 1 thay thế cho số 2, 1, 3, 0 xuất hiện lỗi trang và 1 ở đây. 0 đã có rồi, 1, 3, 0 không xuất hiện lỗi trang, nhưng chúng ta phải đánh dấu lại đã mới vừa sử dụng. Và tương tự như thế, 1, 3, 0 không xuất hiện lỗi trang, nhưng số 3 chúng ta phải đánh dấu lại đến 1, 3, 0 và số 1 mới vừa sử dụng xong. Đến số 4, vậy thì chúng ta sẽ thay thế cho ai? Thay thế cho số 0, bởi vì số 0 là xa nhất, chưa sử dụng trước đây lâu nhất, thì chúng ta sẽ có 1, 3, 0. Mà xin lỗi, 1, 3, 4. Như vậy ở đây xuất hiện lỗi trang. Và ở đây chúng ta cũng có thể là không cần đánh dấu. Như vậy quá trình xử lý theo LRU của chúng ta có 12 lỗi trang với bảng số liệu mà các bạn nhìn thấy. Như vậy với bài toán này, giả sử chúng ta sử dụng thuật toán LRU thì nó có gì khác? Chúng ta sẽ xóa cái bảng số liệu này. LRU thì LRU chúng ta cũng làm tương tự như thế, làm những cái trang đầu tiên là 5, 3 thì hai trang này xuất hiện lỗi trang và chúng ta không cần đánh dấu ở đây bởi vì nó là thuật toán cho tương lai, thuật toán cho tương lai. Và số 5 bây giờ không cần thay thế nữa bởi vì đã có ở đây rồi, chúng ta là 5, 3 và không xuất hiện lỗi trang. Tương tự như vậy, số 2, 5, 3, 2 xuất hiện lỗi trang. Số 5, số 3, số 2, 3 có rồi cho nên chúng ta có 5, 3, 2 không xuất hiện lỗi trang. Bây giờ với số 1 thì chúng ta sẽ thay thế cho 5 hay là 3 hay là 2 thì chúng ta sẽ xét từ đây trở đi, từ thời điểm thứ 7 trở đi, tức là sau cái thời điểm mà chúng ta đang xét. Số 3 xuất hiện ở đâu? Số 3 xuất hiện ở đây, mình đánh dấu ở đây ha, số 3. Số 5 xuất hiện ở đâu? 5 không thấy. Và số 2, số 2 xuất hiện ở đây. Như vậy chúng ta thấy rằng trong bảng này từ phía sau này trở đi chúng ta thì thấy xuất hiện là 2 và 3, còn 5 là không thấy. Không thấy có nghĩa rằng ở xa quá, ở vô cùng luôn, chúng ta không có. Cho nên chúng ta sẽ thay thế 1 cho 5 và 1 được thay thế vô đây, 3, 2 và xuất hiện lỗi trang. Đến bây giờ chúng ta sẽ xem số 0 thay thế cho ai, 1 hay là 3 hay là 2. Như vậy chúng ta sẽ đánh dấu lại chỗ này. Đó, 1 hay là 3 hay là 2.
một xuất hiện ở đâu, đây một xuất hiện ở đây, ba xuất hiện ở đâu, ba xuất hiện ở đây, hai xuất hiện ở ở đây. Như vậy trong ba số mà 1, 3, 2, chúng ta số 3 là xa nhất đến thời điểm mà chúng ta xét là T7. Như vậy số 0 sẽ được thay thế vào số 3. 1, 0, 2, lỗi trang. Đấy, rất dễ đúng không nào? Mà chúng ta sẽ xét tiếp. Số 4 sẽ thay thế cho ai? 1, 0, 2. Bây giờ chúng ta cũng xét từ đây trở đi, chúng ta xem từ ai là xa nhất. 2 xuất hiện ở đây, 1 xuất hiện ở đây, 0 xuất hiện ở đây. Như vậy 0 là cái trang mà xuất hiện xa nhất trong tương lai, vậy 0 sẽ bị thay thế và chúng ta sẽ có là 1, 4, 2, lỗi trang. Tương tự như thế, chúng ta có số 2 rồi, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2. Ok, những cái này đã có ở trong các khung trang rồi, cho nên chúng ta không thay thế. Mà không thay thế thì không xuất hiện lỗi trang. Và đến thời điểm là số 3, chúng ta sẽ xác định là thay thế cho 1 hay 4 hay là 2, thì cũng tương tự như thế. Chúng ta sẽ xem số 1 xuất hiện đầu tiên là ở đây, số 4 xuất hiện đầu tiên là ở đây, số 2 ở đâu? Không tính này nhé, chúng ta tính từ đây trở đi thôi nè. Như vậy trong đoạn này chúng ta không thấy số 2, có nghĩa rằng số 2 rất xa và số 3 sẽ được thay thế vào đấy. 1, 4, 3 xuất hiện lỗi trang. Bây giờ chúng ta sẽ tính đến số 0 sẽ được thay thế vào đâu. Chúng ta sẽ kiểm tra 1, 4, 3. 1 đầu tiên xuất hiện ở đây, 3 xuất hiện ở đây và 4 xuất hiện ở đây. Như vậy thì trong 3 số 1, 3, 4 này, 4 là xa nhất, thì chúng ta sẽ thay thế số 0 vào đấy, tức là 1, 0, 3, lỗi trang. Phần này chúng ta sẽ bỏ đi. Và đến số 1 có rồi, chúng ta không cần thay thế, nó là 1, 0, 3. 1, 0, 3. 1, 0, 3. Và tương tự 1, 0, 3. Rồi đến đây số 4 thay thế cho 2. Ở đây cả 3 số đều không xuất hiện trong tương lai. Như vậy thì cái khả năng thay thế của 3 số đều giống nhau. Thay thế ở đâu cũng được cả. Chúng ta sẽ thay thế ở số đầu tiên cho nó dễ. 4, 0, 3 và xuất hiện lỗi trang. Như vậy các bạn thấy, thuật toán hướng về tương lai thì số lỗi trang ít hơn, tức là hoạt động của hệ thống hiệu quả hơn. Có nghĩa rằng nếu mà chúng ta tiên tri được mọi việc thì chúng ta sẽ thành công rất cao. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài hướng dẫn của thầy.